là người ta bán 7 đồng 99 thao đó, thì nào cũng mua được mấy thao nữa. Còn me là 9 đồng một thao, một thao là 450 gram, và mua được 3 trái xoài. 3 trái xoài này ăn ngon lắm, xoài sống, xoài xanh ăn nó giòn. 3 trái này cô này cũng thấy mua nhiều, cô để rẻ chỉ có 20 đô thôi đó, chia sẻ với cả nhà nha. Đó, hồi nãy đi chợ trời là Tina thâu gom được bao nhiêu đây đó. Chào mừng cả nhà đã đến với Cường Tina Florida TV. Thì hôm nay dẫn cả nhà đi ra cái miếng vườn của chị bạn mình chơi ở ngoài The Berry. Ở ngoài này chị ở khu ngoài này cũng thuộc về cũng như là đồng quê rồi. Nó chỉ có nuôi gà, ngỗng, vịt. Giờ quay cái này trước cho cả nhà xem. Chỉ có cái dàn nho, dễ thương chưa cả nhà. Quá chừng quá đất trái luôn nè. Chị mới trồng đây thôi mà nó lên. Và hướng phía bên đây á, là nho trắng. Đó. Nho xanh á. Đẹp chưa? Chỉ làm cái hình vòng cung rất là đẹp. Phía bên đây là nho tím. Vườn của Tina cũng có ra một cây nho tím, trái nó cũng bộn á. Bài dịch của chị nuôi đây đó, chị cũng khá rộng. Bên ra bên kia là chị nuôi ngỗng, phía bên đây là chị nuôi vịt, cũng được khoảng mấy chục con vịt à. Có con vịt trống xiên nó cưng ghê không, nó thường quá cho nó cần, nó đói bụng nó đòi ăn để cho nó cần. Rau cô, không có còn, chưa có 3 cái rau xanh đã có, cô nhổ ra cô cho nó. Làm quá cả nhà. Cái anh cạp bên kia thôi, ba cái cạp nhỏ của bên kia, nó chỉ phải làm cái rào không cho nó ra. Cả nhà thấy chị bận rộn không? Làm về làm ơi, ngỗng vịt đồ nó mừng. Có mấy cây cốc. Ờ. Cũng trồng đủ cả nhà, chỉ có cái cây trái bả thôi. Cái đường bay lớn nè. Ô chỉ cũng được cái mít lớn này kia ông xã. Có cái cây tắc này cả nhà. Cây tắc trái thấy ham không? Cái này mùa hè nắng nóng này làm nước tắc uống là thôi. Mát. Giờ đây là cái chuồng gà của chị. Để cho nó ăn cơm, nấu cơm cho nó ăn cả nhà. Đây. Gà có gà dễ thương nhưng cả nhà. Cái lông đuôi của nó trụi lủi hết. Đó, tối là nó vô trong đó nó ngủ, cứ mình đóng cửa lại chứ không có để nó ngủ ở ngoài. Nếu mà nó ngủ ở ngoài là sợ bị trồn đồ á cả nhà. Đó. Rồi buổi sáng thì chị sẽ đi vô đó chị thâu quạch trứng gà. Chị nuôi chỉ có trứng gà đâu. Không chị cho cái giờ cho nó ăn. Rồi có cái phần cái chị cho em ủ nay cũng gần cái năm rồi, chị cho đợt đó tới nay em chưa xài. Dạ. Yeah. Coi con mèo này cả nhà, dễ thương không? Miêu miêu miêu. Đây với cả nhà cái dàn nho nhà mình nè. Quá chừng trái luôn. Đó. Mai mốt là nhiều lắm đó cả nhà. Nó có một dây thôi. Mà năm nay nó cho bông trái nhiều quá, cái này nho tím rồi mốt nó chín là thấy ham lắm cả nhà ơi. Qua chừng dạ có con thiên lý rồi dạ, con thiên lý nó ra
bông bữa nay hái, chiều mua thịt bò về xào ăn. Giờ để anh Cường anh leo lên cái thang anh hái hả? Wow, bông ngon ghê không? Quá cả nhà đây. Mới con chút mà được như đây nè cả nhà. Thấy ham chưa? Rồi. Hai nữa còn nữa. Thôi hai chồng ăn như đây được rồi. Khác còn nhiều lắm. Nhưng mà có giờ hái nè. Ok. Ngon quá. Để xào thịt bò ha. Cả nhà ơi, giờ mình lặt được bao nhiêu rau bông thiên lý nè cả nhà. Lặt sạch, rửa sạch rồi. Giờ bắt đầu mình xào với thịt bò. Mua được miếng thịt bò ngon quá. Đây. Giờ Tina sắc ra rồi cái bắt đầu mình xào với bông thiên lý nha cả nhà. Bây giờ thì thịt bò đã sắc xong rồi, Tina bắt cái chảo lên, bỏ miếng dầu vô. Rồi bắt đầu mình xào bông thiên lý nha cả nhà. Nay Tina làm đơn giản gọn à. Chứ không có rườm rà. Vậy Tina bỏ hành tỏi vào để phi cho nó thơm. Thơm quá cả nhà. Tina giờ bỏ vô một chút dầu hào. Thơm quá. Giờ Tina rắc thêm một ít tiêu vào. Tina bỏ vào một chút xíu đường nữa. Nếu cả nhà thích ăn bột nêm thì mình thêm bột nêm vô. Tina cái bông thiên lý này nó ngọt sẵn rồi cả nhà ơi. Cái nhà của Tina không có ăn bột nêm. Không có ấy, không có nêm bột nêm. Đập miếng cho nó ra làm sao nữa nè. Nó hơi lạc cả nhà ấy. Khi nào bỏ vào một chút nước mắm. Bỏ giờ nó dúng mình hết rồi, Tina bỏ hoa thiên lý vào. Ngon quá cả nhà ơi, nó thơm ơi là thơm luôn á. Bông thiên lý xào là với thịt bò là thôi. Nó đổ bánh xèo ăn cũng ngon lắm cả nhà. Năm vừa rồi Tina đổ bánh xèo ăn ngon lắm, ăn không có thua gì bông điên điển hết nha. Nhưng mà mỗi một cái loại hoa nó có cái vị riêng của nó. Bông điên điển là Tina chỉ nghe nói thôi, mới ăn canh chua đợt hôm vừa rồi. Chứ hồi nhỏ Tina chưa có được ăn bông canh chua bông điên điển nữa. Hay là có ăn hồi còn nhỏ quá Tina không nhớ. Ngon quá cả nhà ơi. Bỏ miếng mắm vô nó là nó quá ngon luôn cả nhà. Ngon ơi là ngon luôn. Rồi xong. Bây giờ nhắc xuống. Đó là bắt đầu dọn ra. Gắp tiêu vô nha. Gắp tiêu đó là xong đó cả nhà. Ngon quá. Khói lên nghi ngút. Rồi bây giờ dọn ra là mình cùng ăn nhau nhau ăn thôi cả nhà. Rồi giờ cái món bông thiên lý xào thịt bò đã xong. Giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với Cường và Tina nha. Rồi ông xã thử coi. Thử coi vừa ăn không.
nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ngon. Lâu lắm mới ăn à. Lâu lắm mới ăn con kinh lý qua mùa. Nó thơm quá chừng luôn. Ngon năm nay. Năm nay nó có trễ tại vì năm nay không có mưa cả nhà. Thành ra nó không thấy. Ngon. Nó ngọt ghê nãy sao. Ngon hết ngọt. Thơm nữa. Con kinh lý mà ăn với thịt bò là ngon lắm cả nhà. Rồi, mùa này mà có ăn thì tuyệt vời rồi. Tao thử miếng vú sữa coi. Vú sữa này Tina mua ở bên đây ra đó cả nhà. Ta nói cái này ăn ngon, ăn thử coi nó ngọt không. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Dạ. Thịt nói ở Mỹ không có nha. Quá trời luôn. Ngọt ra. Vú sữa này vỏ nó mỏng ghê. Nó ngon ghê đó cả nhà. Cái này Tina mua 7 đô một thao. Một thao có nghĩa là 450 gram á. Cũng được. Bây giờ ở Loda có à. Có đầy đủ. Nhớ hồi xưa mình thèm không? Mà nó nhập Canada quá. Trời ơi, nó đông đá ăn đủ ngon. Trái gì? Còn trái gì nữa? Trái măng cụt. Trái măng cụt bây giờ cũng đầy. Măng cụt ở đây không có. Giờ cũng bán đầy hết rồi. Bán đầy nhưng mà nó nhập chỗ khác, nhưng mà vú sữa ở đây. Rồi, tới đây Tina dừng lại nha cả nhà. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày được mọi sự bình an và tốt đẹp. Xem cái clip thấy hữu ích, xin cho Tina và Cường một like, một đăng ký, một chia sẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Chào cả nhà. Bye bye.